Và trả
khi làm hai lần thứ hai mình sẽ hơi lặp 6 nhịp cái phần này mình em xong em xong được chưa, rồi thử lại nhé. Lên nào, bước lên này. Bye.
Thế và chị sẽ được tác của đoạn thứ hai nhé. Mọi người đang ngửa đất, ngửa sang freestyle đúng không? Like a river. Tiếp theo ạ, thì sẵn sàng để chuẩn bị bước cho mình chân phải, chết lên đứng về. Cha, cha, ok. Về tay tập trước nhá, có chân thì mình thấy một chân sẽ tạo thật tay ra này. Nắm về đây, cất lên, xuống này, em vung từ phải ra sau, em kéo chắc, đưa sang, thở vung lên trước, em chắc, em lên, em đấm, đấm, okay. 5, 6, 7, 8, tay ra, đấm, lên, xuống, vung, vòng, kéo ra, nhảy về hấp, em chắc, chắc, hấp, em. Ok, đó là tay. Khi kết hợp với chân mình sẽ như sau. Đầu tiên mình sẽ bước chân phải đi trước. Phải này, bước chân phải này, bước chân phải này. Lần này chân trái này nó sẽ có rộng hai chân giống như này. Sau đó thì vung người đi theo nhé. Em kéo sang nhiều người, kéo phần gót chân trái vào, em chắc. Người sẽ hơi đổ qua phía bên phải, thì đúng tay kéo, em chắc. Em lần lại này, đẩy lên. Đi theo nhé, người theo nhé, em theo. Theo này, em chân ra, em ra, em đẩy, em. Ok, rồi 5, 6, 7, 8, nhé. Phải, trái, mở, đợi, vùng, em, kéo sang, em, đi, em, thắt, em, đợi trái, em, dỡ thẳng. Ok, sẽ chơi thêm một lúc nhá. Thì mọi người đưa cái này, mình đang kéo này, xong rồi đưa này đúng không? Thì tưởng mọi người đi được này, đắp cho mình cái đầu nữa. Em, sẽ theo, em, thắt, thắt, giơ thêm đầu nhất 5, 6, 7, hai em đập vung lên kéo đi đầu theo em hát đập trái đập phải đập tiếp theo nhấc chân trái lên đường mình lên phải như này đổi này hai tay này thế nhất là mình nhún chân này không nhún để đưa sau đó chúng nhún để đưa khi nào mình nhảy chân trái lên ok thì tay mình sẽ rất xuống nhé, tay rất xuống. Thế cho này, bước chân nâng trái, thì tay đưa vào, bước chân vào phải, đưa ra. Sau đó cuốn như này, lên ngực như một hai lần. Sau đó tay đưa, và lên, chân mình sẽ bước qua trái, tay đưa, em. Ok, tiếp theo, mình sẽ xoay về đây, ngồi xuống, nghỉ ngang. Ok, sau đó này, tay vung lên để qua đầu hông. Thì đặt chân đầu gối chân phải về đây, sau đó mình xoay nha, nghe ở đây đúng không? Đưa cái này về, đưa cái bàn chân về, ok, sau đó xuống đây, thì khi nào về đặt lên mình nhìn được cúi đầu xuống, cúi đầu xuống, tiếp theo mình sẽ bắt đầu lên đứng lên, khi bắt đầu lên mình sẽ đưa cái chân trái ra, sau lên, ok, và sau đó mở đầu đặt chân về, xuống hạ xuống hạ xuống, xoay chân ok, xe hai cầu xong, xe hai cầu xong, mình sẽ lên, ok, sau đó này chủ thân nhấc cái hai cái đùi lên, em lên, ok, sau đó hướng sau, xoay này, đi chân phải lên, về nhá, phải, sát, vung, bước chân em đặt lên nè, lại nhé, em phải lật này vung xoay hai vòng ở trên thì đứng chân này mình em xoay vòng là chỗ trên chân trên nhịp luôn cha em cha ok sau đó về đây đi chân về và xuôi tay ra cùng với chân như thế này đó là ở đây bốn này năm em xuôi ra cùng đưa lên rất là sau phải lên phải lật chắc, em chắc, ok, chắc nhé, 5, 6, 7, tôi lại ngồi rồi đấy, ngồi này, lên này, em này, ok, bạn mình lớn nhất, đây mình sẽ nói luôn, Jelly nhảy mình sẽ không chống tay, còn các bé giờ khác mình
mình biết chúng ta thì những mọi người nhảy hơn chúng ta thì sẽ đỡ đau người hơn như này đó. Còn chống tay thì mình nhảy ok nhảy thế nào thì người có thể chống hoặc không chống, thử nhá, ngồi xuống này, xoay lên trên nhé, thắt ra em đi xoay đầu ra bỏ ok hơi hơi chạy cao mình sẽ lên chút và lên một này đi cao nhất này đây lên này em đúng này em bước phải sáng thấp em đi em xuôi em nhảy bước vào sau bước chân phải mềm nhé đập sáng đập phải ok được tiếp theo luôn nhé. Sau khi một người đã đập thành xong thì bây giờ chúng ta sẽ chéo tay vào và về theo về đến trở ra rất là xong. Ok, đó là đối với tay. Như thế là xong nhé. Còn chân này, khi tay đưa chéo, kéo ra và mình lên chân về như này. Khi em hạ tay thì mình sẽ bật em đây, mở cổ lên nhé. Kéo ra thì mở về. Ok, bước chân này là xong. Mình sẽ quay ra sau. Sau đó mình sẽ nhún nhẹ, đẩy hông lên. Em chân mới lên dần. Kết thúc tại đây mình sẽ nối tất cả các đạo lại thứ hai đạo đấy nha. 1 5 6 7 dáng nhẹ 5 6 7 đi chân phải 1 2 3 4 5 6 7 và xoay 8 1 2 3 4 5 6 7 8, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 xuống 1, lên 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 7, 8, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em. Ok. Bây giờ mình sẽ đếm đi một chút. 5, 6, 7, 8 lên 5, 6, 7, 8 đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm
Evil của Tenvi. Đó là người đã xem đến đây và chúc mọi người học thật là tốt nhé. Còn vấn đề gì thì mọi người hãy comment ở phía dưới, hoặc có yêu cầu bài gì thì mọi người cũng comment cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây.